Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Sao Việt đến ủng hộ đêm nhạc Trịnh của Kiêu Dốc. Diễn viên Hồng Ánh, Á Hậu Thúy Vân và nhiều nghệ sĩ có mặt trong đêm Nơi Về Nương Nấu. Tối ngày 30 tháng 3, đêm nhạc Nơi Về Nương Nấu kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Kiêu Dốc khởi xướng diễn ra tại một khách sạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ đã mất nhiều tháng ấp ủ, lên ý tưởng, chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ, trong đó có việc kêu gọi kết nối các đồng nghiệp chung tay. Kiêu Dốc là một người có duyên với nhạc Việt, với âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ngày đầu khởi nghiệp ca hát tại Việt Nam, anh chọn những tình khúc Trịnh để biểu diễn. Như một cách tỏ lòng tri ân cố nhạc sĩ, Kiêu làm đêm nhạc với quy mô 300 khách trong khán phòng sang trọng ấm cúng. Trong đó có đông đảo nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam. Hầu hết nghệ sĩ đều dành cho Kiêu lời khen ngợi và dành sự ngưỡng mộ về hình thức tổ chức sự kiện này. 100% số tiền bán vé chương trình Nơi Về Nương Nấu và những đóng góp từ các mạnh thường quân sẽ được đóng góp vào hai quỹ từ thiện ủng hộ cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi hướng dương và quỹ dấu ấn yêu thương mà Kiêu Dốc làm đại sứ. Kiêu khẳng định số tiền sẽ được công khai một cách minh bạch và thiết thực. Trong đêm nhạc, Kiêu Dốc có dịp hòa giọng cùng hai nghệ sĩ anh mến mộ là Cẩm Vân và Thành Lộc. Nghệ sĩ Thành Lộc khá thân thiết với Kiêu, anh luôn ủng hộ ca sĩ Mỹ thực hiện các dự án cộng đồng. Diễn viên Hồng Ánh cũng có mặt để ủng hộ Kiêu. Á hậu quốc tế 2015 Thúy Vân thanh lịch đi sự kiện. Ca sĩ Ái Phương khoe vai trần. Diễn viên Mai Thu Huyền. Người mẫu Lê Trung Cương cũng khá thân thiết với Kiêu. Ca sĩ Quang Hà chia sẻ, việc làm của một người nước ngoài như Kiêu khiến anh ngưỡng mộ. Ca sĩ Hồng Hạnh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!